xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ. Đến hẹn lại lên, hôm nay là thứ 6 và hôm qua là dĩ nhiên là thứ 5 rồi. Ở trong máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends, đó là liên tục những cái bản cập nhật về chỉnh sửa sức mạnh của tướng, đặc lực Moon Tool giáo diện làm lại. Cùng với đó, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nội dung mới được cập nhật mang tới trải nghiệm cho người chơi mới cũng như là người chơi cũ. Cụ thể ở đây, đó chính là một mệnh giá tiền mới được gọi là Vanguard Coin, có thể đổi lấy miễn phí free kim cương anh em ạ. Đó chính là những cái thông tin như thế nào mà thú vị đến như vậy. Hãy cùng tìm hiểu trong cái video clip mới nhất này của Bỡ ở trong cái chủ thử nghiệm nhá. Yes! Đầu tiên, như thường lệ, chúng ta sẽ đến với những cái chỉnh sửa về tướng để xem trong máy chủ thử nghiệm lần này thì có gì hot anh em ha. Đó là thứ nhất, cô nàng hỗ trợ kiêm sát thủ Matilda được bắp khá nhiều. Chủ yếu sẽ là 3 nội dung được bắp như sau. Đó là tăng các chỉ số cơ bản, tăng máu là chính để cho Matilda cứng cáp hơn, tăng sát thương của chiêu 1 và điều chỉnh lại giáp đến từ chiêu 2 theo hướng gọi là yếu đầu game nhưng khỏe cuối game. Có lẽ rằng sắp tới Mỡ sẽ phải chơi lại Matilda để cho anh em xem rồi, và Mỡ sẽ chia sẻ chi tiết về sức mạnh của Matilda ở trong cái video clip đấy sau nhé. Chắc là có lẽ sẽ còn phải chơi lại cả Benedetta nữa, bởi vì sắp ra mắt rồi còn gì nữa. Và cũng giống như là Matilda, cả YV lẫn Clint đều được chỉnh sửa bộ kỹ năng. Dĩ nhiên, chưa có kỹ năng nào của hai cái vị tướng này là hoàn tất cả. Thôi thì chúng ta cứ đành chờ khi nào mà hai cái vị tướng này được cho ra mắt thì Mỡ sẽ làm review một lượt giống như là Benedetta sắp tới anh em nhá. Chứ cứ nhỏ giọt như thế này anh em hóng tin hóng có kịp đâu. Cái tên đầu tiên đang có ở trong máy chủ chính thức được làm lại này, đó chính là Helcurt. Ôi giời ơi, đi đời nhà Helcurt rồi anh em ạ. Sát thương chiêu 2 mũi dao kịch độc của Helcurt, tức là đam chính của cái vị tướng sát thủ này này, sẽ bị giảm đi đáng kể. Chiêu 2 của Helcurt, sát thương cơ bản bị giảm đi tới 30 điểm, từ trước là 210 đến 360, nay chỉ còn là 180 đến 330 mà thôi. Sát thương vật lý cộng thêm của Helcurt cũng bị giảm đi 20%, từ 100% xuống chỉ còn là 80%. Tuy nhiên thì Helcurt lại được tăng thêm 15% sát thương cũng của kỹ năng thứ hai này lên quái rừng và lính. Tức là theo cái chỉnh sửa này thì Moon Tool muốn khả năng farm của Helcurt vẫn được đảm bảo, còn thì chiêu 2 này nó sẽ chỉ giảm sức mạnh khi mà dồn sát thương lên tướng địch thôi anh em ạ. Đó, ở đấu sĩ Terisla, thời của Terisla đến rồi, mà liệu có cản được không thì đó lại làm cái câu chuyện khác. Chiêu thứ 2 tam thức của Terisla sẽ giảm thời gian hồi chiêu đi cố định giờ là 5 giây ở mọi level. Trước đây ở level đầu ý thì tốn tận 7 giây hồi chiêu cơ, nhưng bây giờ là cố định 5 giây ở mọi level rồi anh em ạ. Xong thì chiêu cuối của Terisla, cái hình đài của cái vị tướng này được tạo ra sẽ tăng thêm thời gian làm chậm. Trước là từ 30 đến 40% thời gian làm chậm, nay lên thành từ 40 đến 50%. Ở đấu sĩ Banman, bản trước vừa được bắt thì bản này lại bị nớp. Nớp ở cái chiêu cuối anh em ạ, đó là giảm sát thương tối đa gây lên những cái mục tiêu không phải tướng, sẽ là quay trở về như cũ, tức là chỉ còn 1.300 đến 2.500 sát thương thôi. Chỉ số nó sẽ giống với chỉ số ở máy chủ chính thức anh em ạ. Ông Moon Tool này, ông đùa tôi đấy hả? Đầu sĩ Olders thì đón nhận một cái tin cực vui ở đây, đó là sát thương vật lý cộng thêm của hắn ta sẽ được tăng trở lại là 100%, giống với máy chủ chính thức. Bản trước là bị giảm đi chỉ có 90% là gì, anh em nhớ không? Thì tức là cùng với những cái chỉ số được tăng lên ở phiên bản trước thì ở trong cái bản cập nhật này của máy chủ thử nghiệm là Moon Tool sẽ lại tăng tiếp cho Olders, khiến cho Olders trở nên mạnh mẽ hơn ở giai đoạn đầu game. Và cuối cùng thì Brody cũng đã bắt đầu bị Moon Tool để ý rồi anh em ạ. Theo như Moon Tool có chia sẻ thì dựa trên tổng quan về dữ liệu của Brody họ thu thập được thông qua cả máy chủ chính thức lẫn máy chủ thử nghiệm thì ngưỡng sức mạnh của cái vị tướng này ở giai đoạn giữa game trong những cái trận đấu rank cao đang là một cái vấn đề cần quan tâm, vì Brody quá mạnh và mạnh quá sớm ở đầu ở giữa game. Tuy nhiên về late game thực sự là quá khó cho xạ thủ Brody để mà có thể so sánh với những cái chất tướng xạ thủ thông thường khác trong việc tấn công các cái tanker, vì tốc độ đánh của Brody quá chậm. Bên cạnh đó, khả năng tự sinh tồn của Brody trong giao tranh về late game là khá yếu, nên là Moon Tool hy vọng rằng những vấn đề trên sẽ được giải quyết thông qua những chỉnh sửa này ở trong máy chủ thử nghiệm trước đã, và Moon Tool sẽ chú ý hơn về Brody thông qua màn trình diễn của hắn ta trong tương lai nha. Theo đó, Moon Tool sẽ chỉnh sửa Brody sẽ là như sau này. Máu tăng trưởng sẽ tăng thêm 25 điểm, từ 125,5 lên thành 150,5. Chiêu thứ nhất của Brody sẽ tăng nhẹ 25 điểm sát thương khi mà chiêu này được tăng max. Trước ý, sẽ là 250 đến 625 thì giờ sẽ là thành 250 đến 650 lận. Sát thương vật lý được cộng thêm sẽ tăng 50% so với bản chính thức, từ 150% lên thành 200%. Tỷ lệ sát thương tăng theo mỗi mục tiêu xuyên qua bởi chiêu 1 của Brody sẽ giảm nhẹ đi 10%, từ 20% xuống chỉ còn 10%. Với giới hạn mới nó sẽ chỉ còn là 130% thôi anh em ạ. Trước thì cái giới hạn này của Brody nó là tận 160% anh em nhá. Và cuối cùng, chiêu cuối của Brody, sát thương cộng thêm cho mỗi cái stack được tích lên mục tiêu sẽ bị giảm từ 8% xuống chỉ còn từ 6 cho đến 8% tối đa máu của kẻ địch.
tức là chiêu cuối của Brody đầu game, ký ức tan vỡ á, là sẽ yếu đi, nhưng cuối game thì vẫn sẽ là như cũ. Ở chất tướng Lapu Lapu, Muntu nói rằng họ sẽ tăng nhẹ sức mạnh của Lapu ở giai đoạn late game. Theo đó, nội tại của Lapu Lapu sẽ tăng thêm giáp cho mỗi level, đó là từ 50 lên thành 65 giáp. Và cuối cùng, đó là chiêu cuối dạng đại kiếm của Lapu Lapu cũng sẽ được tăng sức mạnh. Sát thương vật lý cộng thêm cho cú chém thứ 3 sẽ được tăng thêm 30%, từ 180 lên thành 210% anh em ạ. Đó là toàn bộ những cái thay đổi về sức mạnh của tướng. Và kế tiếp cũng sẽ là những cái nội dung cực kỳ thú vị và thời gian để anh em biết được mà tham dự ra. Đầu tiên đó là vào ngày 7 tháng 11 tới này, Benedetta sẽ được cho ra mắt dưới dạng tặng free, tặng miễn phí á. Anh em có thể nhận được Benedetta miễn phí thông qua sự kiện cuộc chiến của Benedetta. Sự kiện này sẽ chỉ kéo dài trong 2 ngày, từ mùng 7 đến mùng 8 tháng 11 thôi nhá. Và trang phục của Benedetta cũng sẽ được bán trong thời gian này, nhưng với giá chỉ có 51 kim cương mà thôi. Nhớ rằng là nếu thích Benedetta thì hãy nhanh tay để mà hốt luôn cô nàng này lẫn cái trang phục luôn ha. Cũng kể từ ngày mùng 7 tháng 11, sự kiện hầm kim cương nhỉ cũng sẽ được mở trong thời gian giới hạn. Tham dự hầm kim cương thì anh em sẽ có cơ hội nhận được ngay trang phục của Xbox có tên gọi là Tesla Maniac. Đây là cái trang phục ở cấp độ Epic đẹp nhất của cái vị tướng Xbox này, cho nên anh em hãy lưu ý nhá. Và dĩ nhiên, bên cạnh đó sẽ là một số những cái trang phục hiếm khác được mở bán lại ở trong cái hầm kim cương. Và sau đây sẽ là những cái thay đổi trong chiến thường. Cụ thể ở đây, đó chính là gameplay của trò chơi. Đầu tiên sẽ là tối ưu hóa hiển thị của lính xe có vàng cộng thêm và lính xe có kinh nghiệm cộng thêm ở từng đường. Cái thứ hai đó là tối ưu hóa hiển thị của trụ cũng như là nhà chính ở bản đồ thánh địa. Đối với phép bổ trợ, chúng ta có phép bổ trợ trừng phạt thì kể từ giờ trở đi, với việc cầm trang bị đi rừng á, sát thương của quái rừng sẽ tấn công chúng ta yếu hơn, tức là giảm sát thương quái rừng nhiều hơn đấy anh em. Trước ý là giảm 40% sát thương của quái rừng, thì giờ sẽ là giảm tới tận 50% sát thương khi chúng ta cầm phép trừng phạt và lên đồ đi rừng anh em ạ. Và đối với trang bị, đầu tiên sẽ là trang bị đi rừng, và thay đổi này sẽ được áp dụng cho toàn bộ đồ đi rừng anh em nha. Thì theo như Moonton có chia sẻ ý, trong các giải đấu và ở các trận đấu rank cao, hai vai trò là sát thủ và xạ thủ có thể nhận được lợi tức đến từ đường và trong rừng song song với nhau. Và điều này được áp dụng rất là rộng rãi. Kiểu như tơ đầu tiên khi mà ra đường á, là chúng ta chưa lên đồ đi rừng vội, chúng ta vẫn farm xong một tơ lính và vẫn nhận đủ 100% kinh nghiệm. Khi mà lên tới level 2 hoặc sau tơ quái đầu tiên, lúc đó chúng ta mới mua đồ đi rừng á, kiểu kiểu như thế này này. Đấy. Moonton cho rằng thì kiểu chiến thuật như thế này không được Moonton khuyến khích, nhưng họ vẫn muốn có thể sản sinh ra được những cái chiến thuật mới khác. Do đó, dựa trên những cái ý kiến đóng góp của người chơi, Moonton sẽ chỉnh sửa lại trang bị đi rừng để phân biệt giữa người đi rừng thuần với những tướng đi rừng khác. Hy vọng rằng sẽ có nhiều chất tướng đi rừng thuần hơn được tạo ra. Theo đó, nội tại của trang bị đi rừng sẽ được chỉnh sửa. Thay vì giảm 40% lượng kinh nghiệm nhận được từ lính ngoài lane trong 3 phút đầu, thì kể từ giờ, trong máy chủ thử nghiệm ý, nếu như đã lên trang bị đi rừng, chúng ta sẽ bị giảm tới 30% cả về lượng EXP lẫn vàng trong 5 phút đầu tiên. Chưa hết, nếu có thể hỗ trợ hoặc hạ gục kẻ địch khi mà chúng ta đang cầm phép hỗ trợ trừng phạt và trang bị đi rừng, người chơi sẽ nhận được thêm 100 vàng. Đối với trang bị đi rừng cấp 1 ý, thì nội tại nhận thêm 25% kinh nghiệm khi đi rừng sẽ được tăng thành nhận thêm 25% kinh nghiệm khi đi rừng và 10% vàng khi đi rừng luôn. Đối với trang bị đi rừng cấp 2 và cấp 3 thì cũng sẽ được tăng sức mạnh tương tự, nhưng thay vì nhận được 10% vàng khi đi rừng giống như trang bị đi rừng cấp 1 thì chúng ta sẽ nhận được thêm 20% vàng khi đi rừng. Đó, anh em thấy không ạ? Và cuối cùng, đó là sửa lỗi linh chữ 1 không thể dùng được sau khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng reset skill trong chế độ tập luyện. Và cái thứ hai, đó là sửa lỗi grab ở cái kỹ năng thứ hai sẽ làm cho mục tiêu bị kẹt vào tường trong một số trường hợp. À quên, chúng ta sẽ có một cái sự kiện về một cái loại tiền mới sắp được cho ra mắt, kiểu như là pha lê của Aurora vậy. Đó là sự kiện Vanguard Benefit. Và theo như mô tả của sự kiện này á, là khi mà tham dự sự kiện, chúng ta sẽ có thể nhận được một cái loại tiền tệ mới ở đây, đó chính là Vanguard Coin. Và điều thú vị nhất, đó là Vanguard Coin có thể sử dụng để mua kim cương hoặc dùng Vanguard Coin để mua các vật phẩm ở trong shop trực tiếp. Vanguard Coin cũng có thể dùng để mà tham dự vào một số sự kiện trong game. Như anh em lưu ý rằng theo như thông tin đến từ Moonton ý,
thì Vanguard Coin sẽ không thể sử dụng được lên một số vật phẩm. Ví dụ như là dùng cái Vanguard Coin này để mua hội viên đánh sao này, hoặc là dùng nó để mua pha lê Aurora hay vé. Đại loại anh em cứ hiểu rằng ý là những cái gì mà chỉ có thể mua được bằng tiền mặt thì Vanguard Coin nó sẽ không mua được. Đại khái ý tưởng của cái tiền tệ mới của Mobile Legends nó là như vậy anh em ạ. Và trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của Mỡ muốn mang đến cho anh em những cái thông tin có trong máy chủ thử nghiệm mà anh em cần phải quan tâm. Và không biết rằng anh em hứng thú với cái nội dung nào, đừng quên để lại cho Mỡ một like, đăng ký kênh và comment ở bên dưới video clip này những cái suy nghĩ mà anh em muốn có, những suy nghĩ trong anh em để Mỡ có thể đọc được và tiếp thu được nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn lại. Bye bye.